Dạ, Vườn Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay vườn em giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai dảo hữu đức. Loại này 4 mùa rưỡi rồi. Trời ơi, củ đế rất là to luôn nè mấy anh chị ơi. Quý cô bác anh chị mình nhìn thấy nè. Gốc của nó ha, to, to rất là to luôn nha. Nó khoảng cỡ là to hơn ngón cái của mình rất là nhiều. Còn tại Mỹ ghép là hoành khoảng hoành 7 ha. Đó, rồi cây thì chiều cao quá là khoảng tầm từ 45 cho đến là 55cm luôn. Thì vàng nụ bây giờ rất là ok luôn ạ. Vàng nụ, kẹo nụ ha. Nó già nụ để cho mình sưu tầm chơi Tết luôn. Rồi bây giờ từ từ em sẽ quay cho mình xem nha. Đó, cây hàng củ đế nè, nhìn thấy đã lắm luôn á quý cô bác anh chị. Rất là bự nha. Hàng này có những cây nó chôn sâu nữa. Rồi xuống giùm em đi. Cho em xem cái tàn luôn. Cây này nè. Đó, mọi người nhìn xem nha. Đó, tàn tiết ha. Rất là tròn luôn nha quý anh chị. Rồi cây như thế này thì chỉ có là 370 một cây. Hai cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển nha. 10 cây là bên em tặng cho cả nhà mình một cây. Rồi thì hàng này á, là mình về mình chơi Tết rất là đã luôn. Nó rắn chắc ha. Cái nụ nó rất là rắn chắc luôn nè cả nhà. Màu mỡ gà hết rồi. Nụ là vàng như thế này là màu mỡ gà, rất là thích hợp để cho quý cô bác anh chị sưu tầm nha. Rồi 370.000 một cây. Hai cây là bên em bao ship cho mình. Còn như lấy 10 cây thì bên em sẽ tặng cho mình là một cây. Và cái vàng nụ nè. Quá trời luôn quý cô bác anh chị ơi. Đó, thì bây giờ là cũng khoảng là đầu tháng 11 rồi cô bác ơi. Nên là mình sưu tầm mai Tết là vừa nha. Ôi coi nè. Rồi, cây này 370 giùm em luôn, cầm cái cây này. Đây. Đó, nhìn cái tàn nè cả nhà. Đó, rất là tròn nha. Rồi sao? Rồi. Đó, nó ở trên này nó như thế này nè, toàn tàn như thế này luôn ha quý cô bác anh chị. Rồi, chỉ có 370 một cây luôn. Ai thích thì alo cho em ạ. Cái vàng xương nè. Cái vàng xương này mà lại lá ra là nó kẹo ha. Nó kẹo tàn luôn và nút nụ như thế này. Quá xa đã luôn. Quý cô bác anh chị. Rồi chỉ có 370 là bên em bao ship cho mình nha. 370 ha. Rồi liên hệ với em ạ. Số lượng em có rất là nhiều nha. Số lượng em có khoảng là tầm là vài trăm cây luôn. Ai muốn sưu tầm nhiều về thì alo cho em ạ. Và đối với cái mặt hàng này thì cả nhà cứ an tâm. Cây nào là có nhìn xứng đáng cây đó luôn. Cứng cáp lắm nha. Cái cốt nè, cái cốt nó rất là to ha. Đó, em đo cái ngón tay em vô nè là thấy là rất là bự luôn nha quý anh chị. Đó, quý cô bác ơi. Cái cây này cũ nó bự nè. Quá xá rồi, quá xá rồi. Đó, bự ha, rất là bự luôn nè. Em so cho mình xem nha. Bự hơn ngón chân cái của mình rất là nhiều, củ nở ha. Rồi, chiều cao là tầm, em xin nhắc lại chiều cao nha. Tầm từ 45 đến 55cm luôn. Đó, ở nhà mình bây giờ em đem số lượng này về em đóng hàng ha. Và số lượng trong vườn thì còn rất là nhiều luôn quý anh chị ơi. Rồi ha, quý cô bác anh chị nào thích thì alo cho mình. Em mến chào và em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau ha. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Đây cả nhà ơi, có những cây cái củ của nó là so hai vòng mà bự chà bá luôn. Và có những cây củ đế như thế này ha. Hàng này già mùa rồi, 4 mùa rưỡi rồi quý anh chị cô bác ơi. Rồi Như Quỳnh mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.